Nó chịu may mà mát. Mát nó mới mặc chứ không xuống chịu mặc. Không, mẹ mẹ nói con nghe, bây giờ con mặc quần đi nha. Mình mặc đồ bếp mà sao mặc quần chứ, ai mặc đồ bếp cửa chuồng kỳ lắm nha. Rồi. Nha nha, rồi mẹ mặc, mẹ bấm nè. Đó. Đang lên mạng mình tán phái mà không. Thì kiếm vợ. À, con đứng bên đây, con đứng bên đây. Không, đâu có gì đâu, đâu có chọc con đâu, con đẹp trai lắm. Mà dựng con này lên cho con nha. Làm bấm nữa nha. Con đứng bên đàn quân. Bộ đẹp. Bỏ trong ăn ngoài đóng thùng chứ, mà để ngoài cho nó dễ thương. Bộ này phải đóng thùng mà. À, đóng thùng hả? Đóng thùng. Không, bỏ ngoài. Bỏ ngoài cho nó kêu đi. Cái này là chỉ có try thử thôi, khi nào mà thiệt là... phải lên gấu cho lên la cho em nè, không biết. Dạ. Biết là mắm bị coi mắm bị ướt thử là được không? Đẹp không bố? Đẹp lắm. Rồi, bố chụp thêm tấm đó đi. Rồi con ngồi đi, mắm mắm mới bấm nha. Ngồi đây. Rồi cho vén cái cổ áo em cho nó vào cái gilet đó. Rồi, mắm mới bấm. Mày muốn mắm mới lấy